Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Phong thủy Gia Cát. Và lời nói đầu tiên thì thay mặt cho ban biên tập chương trình, Diễm Quyền xin mến chúc tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông, phát tài phát lộc quý vị nhé. Quý vị thân mến, các nhà tử vi học dự đoán tử vi của tuổi Ất Mão sẽ có vận số may mắn, trúng số trong đầu tháng 12, tiền bạc ung ung kéo đến, giàu có nhất vùng. Và trong phần luận giải về tử vi ngày hôm nay thì thầy Gia Cát sẽ chỉ rõ cho tất cả mọi người tuổi Ất Mão về vận hạn của mình trong tháng 12. Và qua việc nắm bắt được thiên cơ, quý vị hãy dựa vào đó để có thể thay đổi vận mệnh của mình giàu sang phú quý. Đồng thời, thầy Gia Cát sẽ đưa ra các phương pháp hóa giải về tử vi cho tuổi Ất Mão trong tháng 12 âm lịch này. Còn bây giờ thì sẽ là phần luận giải về lá số tử vi chi tiết cho tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 12 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi để nắm bắt nhé. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Người tuổi Ất Mão sinh năm 1975, mệnh đại khê thủy, tính cách ôn hòa, song cũng rất nhạy bén và linh hoạt, có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau, có khả năng phát huy bản thân ở mức cao nhất. Khuyết điểm của người này là thiếu nguyên tắc, dễ chịu ảnh hưởng bởi người khác. Người này tâm niệm mọi chuyện tùy duyên, cũng chính là vì lý do này mà họ thường có cái nhìn khá bi quan và thụ động, thích ổn định an nhàn, theo đuổi sự sung sướng hạnh phúc. Họ làm việc không cố gắng hết mình và hiếm khi tạo áp lực cho bản thân, hết trách nhiệm là không để ý đến nữa. Tính cách có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của người tuổi Ất Mão. Khi tinh thần sa sút thì họ khó tập trung vào công việc, đặc biệt là những công việc đòi hỏi sự chuyên nghiệp và chính xác thì lại càng có khả năng mắc sai lầm. Nên điều chỉnh cảm xúc của bản thân, khống chế mình và không để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc quá nhiều. Bước sang tháng 12 âm lịch, vận thế của người tuổi Ất Mão cực vượng, quý nhân trợ giúp cũng giúp bạn có được những hướng đi tích cực trong sự nghiệp và giải quyết được nhiều khó khăn tồn tại trước mắt, khiến bạn không phải chịu đựng nhiều áp lực trong công việc. Tình hình tài chính của bản mệnh không quá khả quan, vì thế những ai có ý định đầu tư thì không nên nóng lòng muốn thu được lợi nhuận. Trước khi đưa ra bất kỳ một quyết định nào, cần phải phân tích rõ ràng những mặt lợi hại, đồng thời lắng nghe ý kiến của những người xung quanh mà không nên tự mình đưa ra quyết định. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Ất Mão trong tháng khá ổn định, chú ý giữ tinh thần bình ổn thoải mái, chú ý vận động, nghỉ ngơi hợp lý và không nên dồn quá nhiều thời gian và sức khỏe cho công việc. Ất âm mộc gặp tân âm kim nên gọi là thiên tài, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Ất Mão sẽ dễ có được tài lộc hơn. Công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận, kẻo xảy ra tranh chấp cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận, có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng 12 âm lịch, bản mệnh thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bạn dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt, khiến cho quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả. Bạn không giỏi quản lý và thường làm mọi thứ một cách vội vàng. Bạn luôn tự để mình vào ngõ cụt và làm việc không tốt, thậm chí còn bị người khác hiểu lầm dù đã nỗ lực rất nhiều. Do đó bạn nên hết sức thận trọng, cho dù bạn có làm gì, hãy để mắt đến những nhân vật đố kỵ xung quanh. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt, đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho mệnh chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi cho thấy tài lộc là điểm sáng trong vận trình của người tuổi Ất Mão trong tháng 12 âm lịch này. Mặc dù công việc không được tốt nhưng bạn vẫn có được nguồn thu nhập ổn định. Chính kinh nghiệm và may mắn đã đem đến cho bạn những khoản đầu tư với lợi nhuận cao. Tuy nhiên cũng chính do tính cả nể, hào phóng của bạn nên đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Bạn cần phải học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Những người làm công ăn lương cần phải cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh sẽ cần phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định.
còn với những bạn làm kinh doanh buôn bán thì bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Thời điểm này nếu gia chủ thực sự chăm chỉ thì thu nhập cũng không thể ít đi được. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Đối với gia chủ Ất Mão sinh năm 1975, tử vi tháng này khuyên bạn nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc cộng thêm với tuổi của bạn không còn trẻ đã khiến cho bản thân mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ của bạn. Bạn cần phải chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe. Chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ được. Các gia chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng để vật phẩm mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia, khiến cho đối phương trở nên xa cách và thiếu sự thấu hiểu, khiến cho số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Hãy bao dung và nhường nhịn nửa kia, chủ động nhận lỗi, dù lỗi thuộc về ai chăng nữa, để giữ gìn hòa khí. Tháng này, gia đình bạn sẽ có chuyện vui, có thể là lễ cưới của con cái hoặc là một chuyến đi xa. Đây cũng chính là cơ hội để gia tăng tình cảm gia đình, cải thiện mối quan hệ của bạn với các thành viên. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021 tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Ất Mão trong tháng 12 âm lịch này cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 12 năm 2021, tức ngày 8 tháng 1 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 12 năm 2021, tức ngày 20 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Ất Mão trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021 đó là ngày âm lịch ngày 7 tháng 12 năm 2021, tức ngày 9 tháng 1 năm 2022, dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 12 năm 2021, tức ngày 21 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ. Trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của chính mình, các anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm Tân Sửu năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ Ất Mão sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Ất Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng 12 âm lịch. Và chắc hẳn là quý vị đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không?
luôn ạ. Vừa rồi thì thông qua chương trình này, chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng là quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà phong thủy gia cát chia sẻ vào trong cuộc sống của mình để cho cuộc sống của mình ngày một thay đổi tốt hơn, thành công hơn nữa quý vị nhé. Còn bây giờ thì trước khi rời đi, Diễm Quỳnh mong rằng là quý vị hãy like video, đăng ký kênh cũng như là chọn vào tín hiệu quả chuông để chúng ta có thể nhận thông báo từ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin kính chào và hẹn gặp lại.